hơn 300 mạng. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh. Tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc. Vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ. Do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được nên không bị xâm hại. Khi cô Thẩm thấy đến đây thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi: "Chuyện gì khiến em sợ dữ vậy?" Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói: "Cha đang đánh tôi." Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả: "Cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau." Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp: "Hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất?" Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên: "Mẹ cư xử thiên vị, không công bằng." Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt 20 mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt: "Tôi hận họ, hận chết đi được." Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn 2 năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa,
để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có hai con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với hai con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy, vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng 10 mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rút cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ cô thẩm chính là Khang. Do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai vong bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, lại do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận oán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải.
Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm oán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt, dẫn theo 20 người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông. Hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A-di-đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo. Dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành, đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng. Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, riết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa xét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này. Thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen,
tóc dài bù xù, nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến xét, thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi, đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục xét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình. Cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh xét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét, phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu, bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là, khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ hội viên mới được xem, nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến người xem nổi ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng, đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm.
Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trược, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân, từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thể nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quán sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu chực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại.
Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại, tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hay ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Vâng, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin, do không bận rộn lắm nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận Bành Hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì, phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành,
tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, mình sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên đang lành, khi không gieo tội khiến phước tổn nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa đổi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình. Dân, sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rày phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói: Chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm. Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa. Mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, xin sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tính, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải, nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, nhìn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình. Báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác. Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: hãy thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình. Đây là ma tâm. Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có, tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè. Do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc, tự khắc chế mình. Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền. Xin hãy cẩn thận. Bác sĩ Hoàng. Tâm sự của thiên thần. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30, nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có thiên thần đi thị sát, đại khái là ngày mồng 1, 15 thì Tứ Thiên Dương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái Tử đi tuần, còn các ngày kia thì Thiên Tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh, cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật. Ông giữ giới nghiêm minh,
đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần. Mỗi câu kể đều là lời chân thật, bất vọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng. Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí. Tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo: "Tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen, trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh xa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng, chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục." Thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa. Tôi hỏi: "Chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ?" Ông nói: "Chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dạy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả, dâm tâm, tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ không hề biết, chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loài quỷ hấp tinh tìm đến, phục sẵn phía sau. Đợi lúc các đôi nam nữ, không phải vợ chồng này, chìm trong cuộc truy hoang, thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết, thần khí, làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt, chán đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn. Lời người dịch. Dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng, bạn có quyền tin hoặc không, nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình. Giấc mộng của tôi. Phật môn có câu: thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương, vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi,
cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lủi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ. Sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này. Nói xong ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra, đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả, kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngay đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá, cho dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm. Thanh liên là hành vi hợp lý, bình thường, nên tôi cứ thực hành, yên tâm nghĩ rằng mình làm vậy không hề phản bội chồng, còn giúp cho đời sống chăn chiếu thêm phong phú. Do vậy mà tôi tiếp tục dâng theo chỉ bảo của các chuyên gia trên mạng, ném phăng tất cả lời dạy cổ thánh tiên hiền, không thèm để ý đến. Sau này, tùy theo tuổi tác ngày càng lớn, tôi mắc nhiều bệnh phụ khoa, âm đạo bị viêm, vân vân. Nhưng tôi không chú ý lắm, bởi cứ đinh ninh rằng phụ nữ thời nay ai mà không mắc mấy chứng này. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Nữ giới bị bệnh phụ khoa hiện có rất nhiều, cần chỉ phải lưu tâm, lo lắng. Mãi đến sau này, khi cảm thấy hạ thể thường tiết dịch sau mùi xú quế rất khó chịu, tôi mới nghĩ là mình cần vệ sinh tốt hơn nữa. Nhưng cho dù tôi tắm rửa ngày mấy lần, thay y phục mấy bận, thì tình trạng này vẫn không chuyển tốt. Đến khi học Phật rồi, tôi suýt té ngửa khi hiểu rõ ra, thủ dâm chính là tà dâm, là hành vi cực kỳ sai lầm, rất đáng xấu hổ, cần phải dứt bỏ triệt để, và các chứng bệnh mà tôi đang mắc phải chính là do quả báo của tà dâm, thủ dâm chiêu cảm. Khi đó, tôi giống như bị một gậy đánh vào đầu, tâm tư bừng tỉnh. Từ giây phút đó biết thống thiết ăn năn những lỗi đã phạm trước đây. Từ đó tôi hạ quyết tâm, triệt để dứt bỏ thủ dâm. Tính đến giờ đã được 5 tháng. Tuy tôi mới đình chỉ, dứt trừ lỗi ác chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lạ thay, những chứng bệnh phụ khoa bỗng tiêu tan, biến mất hết. Điều khiến tôi hoan hỷ nhất là hạ thể không còn xuất hiện mùi hôi. Không ngờ giữ giới dâm lại đem đến nhiều lợi ích kỳ diệu cho thân lẫn tâm, khiến tôi mừng vui khôn xiết. Vì không chỉ thế, dung mạo tôi còn chuyển hóa sáng rỡ, và điều tôi vui nhất là mình đã thành nữ nhân thanh tịnh nhờ dân giữ giới cấm của Phật. Vì muốn báo ân Phật và mong quý vị được lợi ích nhờ xem bài viết này, tôi đã thu hết can đảm để viết chuyện của mình ra chia sẻ.
Là đệ tử Phật, tất nhiên tôi không nói dối. Xin hãy tin kinh nghiệm mà tôi đích thân trải qua là hoàn toàn chân thực. Tôi tha thiết khuyên các chị em, đừng cho rằng mình đang sống trong thời buổi tân tiến mà khinh thường những lời dạy, những cảnh báo minh triết cổ xưa. Chúng ta phải thận trọng sáng suốt khi xem những bài viết khuyến khích sống buông thả, cho phép bản thân phóng túng tình dục trên mạng. Xin đừng tin vào thuyết thủ dâm là hành vi bình thường, đem lại lợi lạc. Cần phải hiểu rõ rằng, ít nhất thủ dâm cũng chiêu dời ba ác báo là: 1. Trăm bệnh theo đó phát sinh; 2. Thân phát mùi tanh hôi; 3. Giận khí luôn xui xẻo. Nguyện tất cả chị em phụ nữ đều xa lìa bệnh thật cổ não. Nguyện mọi người đều có được thân thể khỏe mạnh khang kiện, gia đình hạnh phúc. Minh Vũ, 20 tháng 3 năm 2012. Hơn 300 mạng. Hôm qua một cô gái từ Đông Hoang gọi điện thoại tới, ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh. Tôi hẹn cô tuần sau. Nghe vậy, cô tỏ vẻ rất sốt ruột, nói: "Không được, ông Đặng ơi, xin hãy làm ơn, ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không?" Nghe giọng nói gấp gáp của cô, tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm, bèn hẹn cô ngày mai. Hôm nay, mới hơn 9 giờ sáng, cô đã đến. Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn. Cô kể mình họ Thẩm, tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp. Hóa ra là do cô tò mò, chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi. Cô Thẩm là người thật thà chất phác, lớn lên ở miền quê, cha mẹ đều là nông dân. Cô có một em trai và một chị. Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng không phải vậy. Ngay từ nhỏ, cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc, vì 8 tuổi mới đi học, nhưng cô không thể viết chữ, do vậy mà cha mẹ không thương. Phụ thân thường đánh cô, còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt, nên hay la mắng cô, cư xử rất bất công. Ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô. Cho nên, từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận oán. Cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm. Trước đây gan hay bị đau, cô có trí nhớ cực tồi. Cô đã đến chùa làm công quả 2 năm, được người dạy niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng cô không nhớ nổi. Ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở. Ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. Từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. Tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm, có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được, nên không bị xâm hại. Khi cô Thẩm thấy đến đây, thì lộ vẻ rất hối hận. Cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa. Tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên. Cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi, toàn thân phát run. Tôi hỏi, chuyện gì khiến em sợ dữ vậy? Cô đáp bằng giọng trẻ thơ, đầy sợ sệt nói, cha đang đánh tôi. Ký ức ấu thơ đang ùa về, cô miêu tả, cha hay đánh tôi lắm, ông dùng roi quất vào bắp chân, rất đau. Cô vừa khóc vừa kể. Tôi hỏi tiếp, hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất? Một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên, mẹ cư xử thiên vị, không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới, nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười.
Điều này khiến cô rất buồn. Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt hai mươi mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn hai năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ 3 đến 7 tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô Thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đã ôm oán hận thâm sâu, vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên hóa giải oán hận, cô bật khóc to. Những oan khuất và oán hận hóa thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ. Té ra vào một đời nọ tại Triều Thanh, cô là một phụ nữ nông thôn, có hai con trai, con cả 5 tuổi, con út 3 tuổi. Chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kiếp đó, cô đối với hai con trai không tốt, nhất là đối với con trai đầu, cô rất ghét, bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó. Đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt. Có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô Thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiến sâu về kiếp trước nữa, thì cô Thẩm nhìn thấy, vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn hoa. Lúc đó trời chạng vạng tối, tâm tư rất buồn khổ. Bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ, phụ thân luôn thấy cô chướng mắt, thường hay đánh đòn, mẹ cũng rất ghét cô. Cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ. Cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ, đời này mà cô đã trải qua. Kiếp đó cô có một em trai. Lẽ nào đây là chân tướng luân hồi, đời đời kiếp kiếp không ngừng báo oán, đền bồi, dày dò nhau, không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh. Tình hình cô Thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế, xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi. Nếu kiếp này không minh bạch, không giác ngộ, không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng, thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau, biết bao giờ mới kết thúc. Không lẽ đây chính là điều mà Phật giáo thuyết giảng, đời đời yêu, oán tình, thù, xui ta tìm nhau đòi nợ, đền nợ, tâm báo ân, báo oán không ngừng tái diễn, luân lưu không dứt. Tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ, vĩnh viễn sống trong tri ân, hạnh phúc. Trong quá trình thôi miên, tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô Thẩm nữa. Lần thôi miên đầu kết thúc, cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều, nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong. Khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai, chuyện ngoài sức tưởng phát sinh. Cô Thẩm nói, hình như có gì đang ở trong ngực, trong não tôi. Tôi liền hướng dẫn tiếp tục, thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông, nghe rất hung ác. Tôi vội hỏi, bạn là ai? Ta là kẻ bị tên này sát hại. Giờ bạn muốn thế nào? Ta muốn y chết, quyết không tha. Giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác. Tôi ngẩn ngơ, vậy rút cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta. Té ra, tên Khang là quan thuộc hạ trong triều, đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông Khánh. Do đã biết trước, nên một ngày nọ ông Khánh dẫn theo nhiều binh sĩ, xông vào nhà Khang, giết sạch toàn gia hơn 300 người. Riêng thuộc hạ Khang bị Khánh đâm trúng tim mà chết, còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng vong. Vì vậy, kẻ gá vào ngực hành hạ cô Thẩm chính là Khang,
do hắn bị đâm trúng tim chết, nên bây giờ trả thù bằng cách hành đao nơi ngực. Còn hai dông bị chặt đầu thì gá vào não cô. Riêng 300 người kia thì một số gá vào đầu, số thì gá vào tay phải. Vì lúc tàn sát họ, cô cầm gươm bên tay phải. Cô Thẩm đến 8 tuổi mới đi học, nhưng không thể viết chữ. Trí óc không thông minh linh hoạt, tim thường bị đau, là do có liên quan đến vụ đại thảm sát 303 mạng này. Sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô Thẩm, hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hễ muốn viết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ hóa giải. Tôi khuyên cô Thẩm hãy nhận lỗi, sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô Thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên hóa giải hận thù. Lần này cô Thẩm kể, kiếp đó vào triều Đường, cô là một phú ông họ Trương khoảng 30 mấy tuổi, rất giàu, có đông người hầu hạ. Thình lình một hôm nọ, có 3 người bịt mặt dẫn theo 20 người, tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của Trương Phú Gia để cướp. Nhưng ông Trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng, nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết, mà toàn gia ông hơn 100 người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu. Khi cô Thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng van xin như thể đang là Trương Phú Gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông. Hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông Trương. Cô Thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt, nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó. Do thấy hắn làm việc quá tệ, nên Trương Phú Hộ không hài lòng, đã đuổi cổ hắn. Vì vậy mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều Đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A-di-đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về, tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo. Dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả, như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng. Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn,
không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa xét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này, thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù, nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến xét, thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi, đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục xét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình, cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh xét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét, phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà, dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là, khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ hội viên mới được xem. Nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến người xem nổi ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình,
đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng, đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc, nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân, từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt.
Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại, tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hễ ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Vâng, tôi còn có một cảm giác rất lạ. Dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin, do không bận rộn lắm nên hãy đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em, thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi,
tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cô có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận bành hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì, phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, mình sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên đang lành, khi không gieo tội, khiến phước tổn nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa đổi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình. Dần, sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rầy phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói: Chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm. Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa. Mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, xin sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tín, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải, nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm, nhịn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình. Báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác. Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: hễ thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình. Đây là ma tâm. Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có, tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè. Do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc, tự khắc chế mình. Ngoại tình túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền. Xin hãy cẩn thận.
Bác sĩ Hoàng. Tâm sự của thiên thần. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30, nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có thiên thần đi thị sát, đại khái là ngày mồng 1, 15 thì Tứ Thiên Vương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái Tử đi tuần, còn các ngày kia thì Thiên Tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật. Ông giữ giới nghiêm minh, đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần. Mỗi câu kể đều là lời chân thật, bất vọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng. Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí. Tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ, thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình, bảo: "Tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau, cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen. Trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh sa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái, thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng, chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục. Thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa. Tôi hỏi: "Chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ?" Ông nói: "Chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dãy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả, dâm tâm, tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loài quỷ hấp tinh tìm đến, phục sẵn phía sau, đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang, thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí, làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy, cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết, thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn. Lời người dịch. Dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng, bạn có quyền tin hoặc không, nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình. Giấc mộng của tôi. Phật môn có câu: thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác.
Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn ngồi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này. Nói xong ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra, đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả, kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngay đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá, cho dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm. Thanh Liên. Mà hắn ôm hận, kết bè đảng, rủ nhau đi cướp của ông. Ngay giây phút cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp kia, thì 300 quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác, nên không còn ôm lòng oán hận nữa. Có thể do lúc cô Thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều đường, thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, về hạnh nguyện từ bi của Ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Bọn họ rất hoan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu vang vọng, cô Thẩm bảo tôi, cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng, từng người đứng trên hoa sen, theo tam thánh và dần dần biến mất giữa không trung. Khi cuộc thôi miên kết thúc, cô Thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn. Khi cô từ biệt ra về,
Tôi thầm nghĩ, nếu như tôi chọn công tác khác, không biết mình sẽ ra sao. Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại đã giúp tôi hiểu sâu thêm về nhân quả, rút ra được rất nhiều bài học hay, tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo, dù sức tôi kém, nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh. Nhân quả báo ứng không sai mảy may, quan quan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa càng báo quán, thù càng sâu nặng. Mới đầu là giết hơn 100 người, đến lúc báo thù lại thì thành 303 người. Chỉ có buông bỏ quán thù, chân thành sám hối, trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành, đối đãi bình đẳng với tất cả. Như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ. Giáo sư Đặng. Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái vụng trộm, sống lang dạ, tà hành, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đọa. Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa sét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này, thật kinh hãi quá. Té ra, hôm đó anh lên mạng xem xét, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ. Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách, thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa thân trên của quỷ lộ rõ, gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù. Nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau này đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu. Nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. Kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói, hèn gì mà người xưa nói, các dạng quan hệ, không phải phu thê, đều có quỷ lẫn, quỷ ám. Mà đúng là có quỷ trà trộn vào ẩn trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội. Một anh bạn khác của tôi tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình lõa thể hay xét nghệ thuật. Xem được một thời gian lâu, anh kể rằng bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hễ theo thói quen có nhớ đến sét thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi, đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục sét hay phim ảnh đồi trụy nữa, mà vội chuyển sang trang khác ngay. Một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục, từng cảm thán nói với tôi, tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế? Phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới, mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào, suối bẫy thêm, khiến họ không khống chế nổi mình, cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách. Loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn, lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới, và đương nhiên chúng có quyền làm hại. Các băng, đĩa, phim, ảnh sét, bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở, là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó,
bạn cử động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét, phóng túng tình dục chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua hỏi liễu bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà. Dương thế mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra. Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp. Cũng xin giải thích thêm là khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng. Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ hội viên mới được xem, nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy. Dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua nhưng đủ khiến người xem nổi ốc. Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng đến nỗi cả vùng Đông Nam Á cấm quảng bá hình này. Riêng tôi đã xem kỹ bức hình, lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân hiện thế báo của tà dâm. Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở. Có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm, tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân, súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là cùng có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm, chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc, hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân,
từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả, không được để sót, và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự, thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quán sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhờm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tà dục, lang chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại, tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo. Chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. Chuyện anh Ca. Đây là câu chuyện có thật, xảy ra cho anh Ca, bệnh nhân của tôi. Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi, làm việc tại ngân hàng, sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài, rất được gia đình bằng hữu xem trọng. Nhưng anh bị mất ngủ nặng. Tôi quan sát thấy sau lưng anh có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh. Khí xà dễ phát hiện, nó đang trộm hút tinh khí của anh. Tôi nhìn bằng linh nhãn nhưng không tiện nói ra với anh, đành âm thầm tìm hiểu việc này. Thực tế trong sinh hoạt, người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh. Những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương, lòng đầy dục nhiễm, thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà, còn gọi là vật thể âm, tìm đến quấy nhiễu, khiến thân họ phát đủ bệnh. Và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra. Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hễ ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Dân, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn. Nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng. Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa, mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa. Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo. Tôi nói, bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực. Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngũ? Dạ, quả có chuyện này. Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ, làm trong ban truyền tin,
do không bận rộn lắm, nên hễ đến chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi. Qua bạn bè giới thiệu, tôi quen một cô gái giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau. Ngày nọ, máu nóng trào dâng, dâm tâm khó kềm, tôi liền gạt cô ta, nói rằng anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em. Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt. Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai. Nghe cô báo tin, tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ. Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai, bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi. Nhưng trước đêm tôi quay về, cô ta nói, nội trong 3 tháng mà anh chẳng đến cưới em, thì em sẽ tự sát rồi tìm anh. Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua, tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thỏm không an. Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà vì muốn giữ thể diện cho mình. Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh? Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh, nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng oán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình nhưng vẫn tạo ra lực đả kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên oán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận bành hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thổ lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì, phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cô gái và dông thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bền chí tu sửa, mình sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác. Phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức, thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay. Còn anh đang yên, đang lành, khi không gieo tội, khiến phước tổn nghiệp dày. Bây giờ hãy lo sửa đổi, đổi mới, nghiêm túc hoàn thiện mình. Dân, sau khi về nhà, tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy. Do anh nuôi dâm tâm rất nặng, thường nghĩ tưởng bậy bạ, nên từ rầy phải dứt tuyệt niệm xấu, không được xem các sách truyện, phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa. Anh làm nổi không? Nghe tôi nói thế, mặt và tay anh đỏ lên, anh lộ vẻ kinh sợ, ấp úng nói, chà, ngay cả việc này mà ngài cũng biết hết. Quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen, nhất định tôi sẽ sửa. Tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm. Sau khi anh về nhà, quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa. Mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ, cơ hồ khiến anh mất tín tâm. Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng đạo tâm anh ổn định, tà yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, siêng sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp? Xin giải thích, phá trinh tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tín, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ, do lỗi bất nghĩa, bất tín, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải, nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xà dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí, khiến anh thân tâm đều bị tổn thương. Báo ứng này gọi là hiện thế báo. Xin khuyên thế nhân, ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ, phải luôn giữ chánh niệm.
nhìn thân khẩu ý thanh khiết, tuyệt đối không được khởi tà tư, phóng túng dâm loạn, đa tình. Báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác. Cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau: hễ thấy mỹ nữ, bất kể là họ có gia đình hay chưa, thì lòng liền khởi tâm dâm, chỉ hận giai nhân chẳng thuộc về mình. Đây là ma tâm. Ma tâm vốn thiên biến vạn hóa, nhất là người thời nay, tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục, sống phóng túng, có lắm bạn tình, thích ngoại tình, sống thử, quan hệ lung tung. Cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có, tâm đa dục còn gặp thêm phong khí bất lương, cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiêng dè. Do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay. Nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt, có được gia đình hạnh phúc, thì mỗi người cần tu bồi nhân cách, giữ tư tưởng đoan chính, hằng tỉnh giấc, tự khắc chế mình. Ngoại tình, túng dục khiến hai bên đều tổn hại, gia đình đổ nát, chưa kể còn bị tiêu hao phúc, lộc, quyền. Xin hãy cẩn thận. Bác sĩ Hoàng. Tâm sự của thiên thần. Trong các kinh điển Đại Thừa, Phật thường nhắc nhở vào các ngày mồng 1, mồng 8, 14, 15, 24, 28, 29, 30, nhân gian nên ăn chay tu trì để tăng thêm phúc huệ. Vì những ngày này có thiên thần đi thị sát, đại khái là ngày mồng 1, 15 thì Tứ Thiên Dương đi tuần, ngày 14, 28 thì Thái Tử đi tuần, còn các ngày kia thì Thiên Tướng đi tuần. Nếu nhân gian giữ thập thiện, ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này, thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa, tăng nhiều phúc báo. Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này, nhưng quả thật có rất nhiều thần, mỗi vị giữ một chức, đảm trách nhiệm vụ riêng, ai lo việc nấy. Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh cũng có thể giao lưu cùng họ. Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật. Ông giữ giới nghiêm minh, đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần. Mỗi câu kể đều là lời chân thật, bất vọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng. Hôm qua là ngày vía Bồ Tát Đại Thế Chí. Tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo: tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu, có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa. Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả? Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen, trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí. Tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh xa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng, chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra bị chết trong tà dâm ái dục. Thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa. Tôi hỏi: chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ? Ông nói: chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dạy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả, dâm tâm tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loài quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau, đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí, làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo.
suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đãi no nê. Sáng ra khi họ tỉnh dậy, cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau. Một khi hai mắt vừa nhắm lại, nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết, thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn. Lời người dịch. Dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng, bạn có quyền tin hoặc không, nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình. Giấc mộng của tôi. Phật môn có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty Thông Cương. Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương, vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn. Tôi còn cho đó là khẩu phúc, phúc hưởng thụ của cái miệng, là lộc ăn trời cho mình hưởng. Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật. Tôi thường cùng bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tử quán, nhà hàng, thưởng thức thịt cá và đủ món hải sản. Sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu. Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nó để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết. Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da. Trước đó, tôi đã từng giết gà mổ dịch, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật Pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo. Giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào. Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút, tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sảy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình, nơi y viện Thông Cương. Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói, mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này. Nói xong ông biến mất. Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép. Nằm bệnh viện hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra, đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật. Trong lúc hôn mê, tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói, ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả, kết quả là phải bị mổ xẻ. Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo. Ngày đây, tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y Tam Bảo, cũng có ăn chay 2 tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại. Hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng dèm chê nhạo báng những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai? Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý không thể đả phá. Cho dù trải qua 100.000 kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này, tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu quả. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa. Đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm. Thanh Liên. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này
phóng ra giống như làn sóng V3, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm, thậm chí dù có ở trước tượng Phật cũng không kèm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm, nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trụy vân vân, từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quán sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có 1-2 tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhờm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị